Mình xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay ở clip số 7 của Thần Pháo Đi Hầu này thì mình muốn bổ sung thêm cái clip thứ 6 vừa rồi á. Bổ sung thêm ở chỗ này các bạn. Tức là cái clip thứ 6 mình vừa nói là ta chơi biến đánh này. Tuy nhiên là những cái biến đánh này thì mình sẽ làm ở những cái clip tiếp theo nữa nha. Còn cái clip số 7 này mình sẽ bổ sung thêm cho nó đầy đặn cái clip thứ 6 mà hôm bữa chúng ta mới xem. Thì hôm bữa là chúng ta đã chơi cái đòn là người ta chấp nhận đấu rồi, hôm nay là không chấp nhận ha. Mình bổ sung thêm cái chỗ là không chấp nhận đấu, tại vì gộp lại là một clip rất là dài ha. Tới đây mình cái biến đánh mà thọt xe xuống đây liền á thì các bạn tạm ngưng đi, các bạn chơi cái biến này trước nè. Nó sẽ ưu việt hơn nhiều. Ở đây người ta có hai lựa chọn thôi, là phi mã lên hoặc là tiến xe xuống đây thôi. Thì nếu mà người ta phi mã lên đây là cái biến đánh cân đối cũng tương đối là bình ổn, còn biến đánh mà xe xuống đây không mạnh các bạn, xuống đây mình rời hình là xe không mạnh, lúc này có thể người ta nhập thêm một pháo nữa để làm cho cánh quân này khó đi là thứ nhất. Thứ hai là sau khi xe ăn vào bắc mã mình bổ tượng thì người ta sẽ sẵn sàng lộn vô để kích đấu bằng hai pháo đầu luôn, hai pháo kích đấu ở lời trung binh luôn. Thì tới đây mình vẫn bổ sĩ bình thường, bên kia có thể là phát triển quân lên đem quân ra, lúc này mình bổ tượng chuẩn bị sức xe kích đấu nè. À, bên kia người ta muốn hạn chế nước này, người ta sẽ chơi tiến xe một, nếu mình ra đấu người ta sẽ mình vào đây liền. À, lúc này mình lại đổi ý định ha, không đấu ha, phi mã lên đuổi xe, xe sẽ quay về mình đoạt chốt. Thì ở đây có ba nước đi, là thối xe về một nước, thứ nhất là không cho con chốt này qua sông, thứ hai nữa là nếu mình thúc binh người ta sẽ kích đấu, còn nước thứ ba là bình xe qua đây để không cho mã quay về. À, như vậy thì ở cái nước số 1, số 2 nó tương đối giống nhau các bạn. Ví dụ là về nước số 1 thì mình tiến chốt. Ta tiến chốt thì mình về mã bắt xe. Xe chạy vô giữa thì ở đây mình có thể chọn một trong hai biến đánh này ha. Các bạn có thể là chọn biến xuống đây là mình xe ra, mình ăn xuống pháo. Các bạn cũng có thể chọn cái nước đánh qua đây, xe qua chốt và mình bình xe ra. Tại vì sao mình nói ngay từ đây nữa các bạn. Ngay từ đây hai biến này rất giống nhau. Nước thối xe dưới tiến chốt nè, bây giờ mình không thối xe mà tiến chốt ha. Thì lúc này sao bị bên mình tiến chốt thì cũng phải quay xe về đây. Ở đây là lý do mình nói hai biến giống nhau, mà khi người ta đi khác một nước cái vị trí nó trước sau, cái thứ tự trước sau thì những bạn mới chơi bị rối liền, không biết tới đó phải đánh như thế nào. Nên các bạn mới hay bị như vậy, cho nên là cứ luyện mãi mà không phát triển nhiều là như thế. Thì tới đây cũng quay mã về y vậy luôn. Tuy rằng thứ tự khác nhưng mà thật sự cách đánh nó là tương đối vậy. Cái này người ta sẽ chạy xe giữa, ít nó ai mà chọn cái nước đánh mà chạy xe ra thích biên lắm. Mình đánh trên mạng có những trường hợp này mình gặp là chạy ra biên là một sai lầm ha. Tại vì khi mà xe này mình ra biên mình tấn chốt biên lên là ép phải ăn. Xe ăn xuống mình chàng chốt ba qua sông là mình ưu thế liền. Tới đây các bạn có thể lăn chốt xuống trước cũng được, hoặc là nhảy mã xuống đây, hai biến đều đánh tốt ha. Nhưng tới đây người ta sẽ đè quân mình lại để hạn chế không có quân đi ha. Bạn thấy toàn quân đứng ở dưới chỉ có con mã trên cửa hè thôi. Tới đây mình phải dâng pháo lên để chuẩn bị kê vào. Kê vào cũng mình cũng phải hạn chế bớt đường ra lại. Ở đây ta xuất xe cái trục này, mình sẽ kê pháo. Lúc này ta phi mã lên để tránh trường hợp mình đánh đấu luôn rồi mình quấy rối mã bên đây. Đó, thì lúc này nếu mình đấu dôi thì nó không có giá trị bằng mã ha. Đó, thì tới đây mình lại chơi bình pháo đuổi mã phía sau. Đây là con mã không có căng, mình nhắm như nó đuổi. Nếu mà mã phát triển lên thì mình đánh voi là cái hình này ta thua liền, buộc lòng phải quay mã về để phòng thủ. Đó, thì còn nếu mà không quay mã phòng thủ thì ta còn một đường là bình xe qua đây để kích đấu nữa, tức là chấp nhận đấu mã này đánh đổi mã này. Thì các bạn đừng có lựa chọn đấu nha, các bạn chạy mã mình đi, tại vì con mã mình linh hoạt hơn rất nhiều, và đây là con mã ngợp trước sau phải về đây đó, cho nên các bạn đừng đấu vội. Và khi người ta về đó rồi mình mới bình pháo ra đây. Mình lúc này ép đấu là chỗ gì, mình mở đường cho mã này đi luôn, mình ép đấu con pháo này, tức là con pháo này đang trực tiếp ngó xe, con mã này đang trực tiếp ngó pháo. Thì muốn toàn diện người ta chỉ có thể bình xe vào, vừa tránh được cái nước pháo bắc mà vừa giữ pháo, thì lúc này mình chấp nhận ha. Xe đọt lên thì mình tiến xe lên để khóa mã này lại. Các bạn thấy lúc này là chắc chắn là sẽ lỗ một chủ lực ha, và để lỗ chủ lực giờ này thì ở vô chung cuộc rồi, rất là khó gỡ ha. Ở tới đây người ta có thể là ăn lời con mã được, nhưng mà đang bị đe tượng. Nếu mình ăn tượng sớm ta sẽ ăn mã. Con pháo này trước sau ta cũng sẽ di chuyển các bạn. Thứ nhất là phải tạo lại áp lực để lấy quân.
thứ hai nữa, trước sau phải di chuyển để phòng thủ, thì mình không để người ta có cơ hội liên kết tượng ha, mình đọt tượng liền, sĩ bổ lên thì mình phế lại mã này ha, tại chắc chắn mình sẽ lấy lại được mã này rồi. Thì ở đây người ta dùng pháo hay xe gì ăn mã cũng được hết, và bất cứ con nào ăn cũng vậy hết. Rồi lúc này các bạn thấy mình quật sĩ là người ta thua ha. Rồi thua ở đây là gì? Mình đang dùng cặp xe trực tiếp đeo vào sĩ, tới đây người ta hạ sĩ hay chống sĩ gì cũng như nhau ha, hạ sĩ hay chống sĩ gì mình cũng dỗ pháo đầu. Thì chống sĩ lên là không thể, hay là sĩ này ở trên hạ về cũng không thể ha. Thì lúc này chỉ có thể kê xe. Lúc này mình ăn thêm sĩ còn lại luôn. À, các bạn ăn luôn sĩ còn lại để tiếp tục đe sát bằng nước bình xe vào. Cho dù người ta có đem mã về đây phòng thủ nước này, mình cũng không thèm ăn mã ha, mình thối pháo về hai nước. Lúc này mình đang dùng xe để đâm xuống sát cục, nó không cần phải ăn quân ở trường hợp này. Và chưa nói mình sẽ bình pháo vào đây để bắt xe giữa nữa, rất là nhiều nước cho chúng ta chơi. Rồi mình trở lại đây xíu, thì cái nước ăn chốt xuống vậy và cái nước phi mã xuống đây, thì người ta sẽ chạy xe ra đây. Lúc này mình đọc pháo, bên kia tượng đọc lên. Lúc này mình đừng vội ăn chốt qua mà tiến xe xuống bắt mã này trước, quấy rối mã này trước, mã búng lên. Thì lúc này mình không ăn chốt qua, mình phi mã lên tiếp, dùng mã này bắt xe. Nước này nó khó chịu lắm các bạn, khó chịu ở chỗ là nếu như xe tiến xuống đây mình sẽ ăn mã, xe ăn mã mình tiến chốt qua xong là mình ưu thế. Còn nếu mà xe bình qua đây, bình qua đây thì mình ăn chốt qua xong, ép người ta hai lựa chọn ăn chốt hoặc ăn mã thôi. Nếu như người ta ăn chốt thì người ta lỗ pháo, ta lỗ pháo này. Còn nếu như người ta ăn con mã, ta ăn con mã thì mình ăn con mã trên. Lúc này mình ưu việt được con chốt của mình. À, con mã này sẽ không thể nào phát triển được với con chốt này ha, nếu mà ăn voi lên thì khỏi vai bàn rồi ha. Rồi mình trở lại ở cái đoạn đây, đoạn này tức là mình nói là biến thối xe về hay là biến tiến chốt lên, hai biến này nó giống nhau. Còn biến mà bình xe qua đây để hạn chế cái nước vào mã về đây thì mình ăn luôn con pháo ha, tượng ăn lên. Lúc này mình lại không dùng xe đuổi pháo mà mình lại dùng pháo đuổi mã. Mình tận dụng cái nước tối đa là con xe ta đang cản tượng. À, tới đây người ta có thể là quay mã về hoặc là tiến xe lên giữ. Nếu mà tiến xe lên giữ mình sẽ tiến thêm một con xe xuống nữa thì mã này sẽ mất ngay, cho nên người ta sẽ quay mã về đây để giữ lại voi. Nếu mà búng lên mình đánh voi là thua liền. Ở thì lúc này mình lại chơi tiến xe xuống bắt con voi giữa. Ở đây người ta có hai nước là bình con xe ra đây, thứ nhất là liên kết xe, thứ hai nữa là không cho xe hành tiến một bắt chết mã. Còn cái nước nữa là tiến xe lên đây để cần thiết thì có thể là phóng mã lên để thoát. Thì cũng như mình hồi nãy có nói, những bạn mới bị thay đổi vị trí quân thôi, ví dụ nhảy qua đây biết cách đánh mà tiến lên đây thì lại không biết cách đánh. Nhưng thật chất là hai nước này giống nhau bạn, ví dụ tiến xe đây mình đọt tượng, nếu đây dùng mã ăn về thì mình sẽ đọt thêm tượng giữa và mất thêm mã này là thua. Còn nếu mà tượng ăn về thì mình ăn con mã này trước, thiện chốt này khó cứu. Mà ở cái hình này các bạn thấy là về quân lực thì còn tương đối, nhưng mà người ta lỗ một voi, lúc này lỗ chốt và cái hình thế tấn công thì không có ha. Ở bên đây bên đen rất là dễ chơi. Còn nếu mà ta bình qua đây nó cũng y vậy luôn các bạn. Các bạn lưu ý chỗ này ha, các bạn mới á, còn các bạn mà đánh có kinh nghiệm rồi nhìn thấy liền à, cũng y như vậy thôi ha, mình cũng hoàn toàn ưu thế về cái hình trận này. Thì đó mình nói sơ lược về cái nước xe tiến đây, một nước quá quen thuộc nên không nói xa. Còn nước mà tiến mã lên đây mới là một nước bình ổn lại, bình ổn lại là đủ để đối trận lâu dài á. Thì tới đây mình tiến xe xuống cũ liền để chuẩn bị rà soát đường này. Những bạn thường hay chơi chống sĩ thì sẽ dễ dàng mắc voi ha. Tới đây người ta sẽ tiến chốt kích đấu liền, ép mình ăn xuống. Xe đứng qua lộ này thứ nhất là người ta trông chừng con mã, thứ hai nữa xe mình có lòn đi đâu cũng không sao. Thì trước khi các bạn bình xe qua bắt mã, các bạn nên chơi thối pháo giữa xuống để đe dọa là bình qua bắt xe đánh tử mã này. Thì lúc này khả năng cao là người ta bình ra để kích đấu xe luôn, để phát triển mã luôn. Thì đây mới là cơ hội mình chạy qua đây ha. Lúc này người ta sẽ quay mã về nhốt xe lại liền. Nhốt xe lại thì các bạn cũng thừa biết nước tiếp theo người ta là gì rồi ha. Bình ra đây bắt voi rồi thối về bắt chết xe. Và tới đây mình chạy trước. Lúc này ta mở chốt để chuẩn bị phóng mã lên, đem mã ra khỏi cung. Thì lúc này các bạn nên quay xe về nha, quay xe về luôn. Mình phòng thủ ở tiến hà lại, tại dưới đây mình không có quấy rối được rồi. Đừng có ở lì dưới nha. Có những bạn đánh cứ quân ra đó rồi
vị trí đánh không còn nữa mà cứ đứng đó cho đến khi bị người ta nhốt lại giam rồi mới bắt đầu tìm đường thoát. Các bạn thoát trước đi, rồi tới đây người ta sẽ tiến xe hoành lên. Tiến xe hoành lên mục đích là gì các bạn? Khi mã này phát triển là xe này có thể qua lộ bên đây, tại vì bên đây là hầu như không có chỗ đánh rồi ha. Rồi tới đây mình tiến xe hoành luôn, mình cũng không có chỗ đánh. Đó, người ta bình pháo ra để chuẩn bị sức xe đường này bắt pháo. Tại do mình tiến hoành rồi, người ta sẽ đổi phương án. Tại vì xe mình còn dưới đáy, người ta sẽ không đánh cánh này. Nhưng tiến lên là người ta sẽ tấn công vào cánh này. Lúc này mình cứ phi mã lên đuổi xe trước. Ở đây có hai trường hợp thôi. Người ta bình vào bức tường hoặc là bình vào đây. Nước bình vào đây không mạnh bằng nước bình vào bức tường các bạn. Và tại sao nó không mạnh thì lúc này nè, mình lại chơi tiến pháo một chứ không bình ra bắt liền. Tiến pháo một và nước sau mới bắt sau. Ở đây cứ để người ta phát triển mã lên. Lúc này mình bình xe qua, mình thông được con xe phía này cái đã. Ở bên kia người ta có thể, nếu mà người ta chồng xe qua đây để mà ép đấu được, tại vì mã lúc này quay về sẽ mất sĩ à. Cho nên buộc lòng mình chạy con mã này không được. Còn nếu mà tiến xe lên đây giữ thì rất bị động, người ta sẽ phát triển mã nữa. Nên buộc lòng mình phải tiến pháo. Tiến pháo để giữ lại mã này. Thì lúc này bên kia cũng chưa có nước đi các bạn. Mã, hai con mã đi lúc này có ba nước để lựa chọn thôi. Thì nước lựa chọn mà phi mã lên đây phế mã để mà tấn công là chưa được hình này các bạn. Mình ăn bình thường nha. Ta đọt sĩ lên tướng. Thì sau khi lên tướng các bạn thấy là bên kia hầu như là không thể tấn công ha. Và không có quân tấn công. Tại vì lúc này không có quân di chuyển, mình đang đe dọa là ăn luôn pháo đầu. Đó, tới đây ta chạy pháo ra. Còn nếu mà các bạn thấy ở đây có nước khác hay hơn các bạn comment vô nha. Chạy pháo ra, thứ nhất là cản đường pháo mình cắm đáy. Thứ hai nữa là không cho mã mình phi đến đây đe sát. Thì khi cản này mình sẽ hút chốt kích đấu để mở đường thoáng ra, đánh voi đó, ép đàn qua. Tại vì nếu người ta không ăn qua mà người ta di chuyển xe thì mình sử dụng nước cờ này. Mình tiến chốt, người ta không ăn qua, người ta di chuyển xe. Mình có nước bình ra để kích đấu xe này. Thì có câu là khuyết sĩ kỵ song xa. Ở cái hình này người ta phế một con mã rồi. Mà để mình kích đấu được xe này nữa thì hy vọng tấn công của người ta nó bằng không ha. Tại vì sau khi chấp nhận đấu, mã quay về, đồng ý là chốt này qua sông được. Nhưng mà để bắt quân mình là rất khó nha các bạn. Tại vì lúc này mình thối con pháo về hoặc là mình có thể tiến pháo lên. Đó là chưa nói trường hợp là mình bỏ lại một quân đánh pháo không. Đó. Thế cho nên là người ta sẽ ăn chốt. Lúc này mình ăn xe vô. Thì khi này người ta mới chơi cái đòn là tiến xe lên đuổi mã đi. Đuổi mã này đi thì con mã này mới có thể là phát triển lên cái tiếng này được. Tại vì nếu mà không đuổi mà đi một nước khác, giờ mình cũng không biết đó đi đâu luôn. Làm sao vậy ta? Bổ tượng đi. Đó thì nếu mà tới đây bổ tượng, các bạn thấy để cho xe của mình quản lý được con tượng phía sau, do con xe này đang bị liên kết rồi, do bị ngắt liên kết của gập tượng, cho nên trước sau con xe này cũng phải di chuyển. Mà đã bổ tượng lên như vậy thì càng hạn hẹp cho cái đường của tướng đi, và mình luôn luôn có một nước chiếu lúc nào cũng có thể xảy ra ở con chốc đầu khi mà con mã này phát triển. Đó là lý do tao phải đuổi con mã đi để cho tượng liên kết trước. Đó, ý mình đang muốn nói là như thế để cho các bạn mới hiểu thôi. Còn các bạn cũ thì các bạn mà chơi cờ kinh nghiệm rồi thì khỏi phải bàn rồi. Những nước này quá đơn giản với các bạn. Tới đây mình chạy mã ha. Mình không phóng xuống đây đâu mà nhảy đây luôn. Nếu mà xe ta qua đây bắt thì không sao cả. Tiến xuống giữ lại thì chỉ mang tính là chật chội đây thôi. Chứ bên đỏ các bạn thấy là hoàn toàn không thể đi đâu được hết. À, tới đây ví dụ như bổ tượng thì cũng như nãy mình nói đó, thì trước sau nước này những nước này sẽ đánh thôi. Lúc này mình lại chơi ăn pháo đầu luôn. Các bạn thấy là khi bổ tượng hay sĩ gì là một cơ hội cho mình phát triển con pháo đầu này lên cho con tướng mình nó rộng đường. Tới đây buộc mã ăn lên thì xe mình ăn vô ha. Thì sau nước này các bạn thấy là bên đỏ hoàn toàn không còn nước đi ha. Giờ pháo phóng xuống xuống biên kích đấu cũng không được. Tại vì nếu mà để yên đây cũng không được, dù để yên bổ sĩ đi. Mình sẽ quay xe trở lại. Nước tiếp theo của mình là gì các bạn? Bình pháo đầu vô. Đây nước thấy trước rất là xa mà để xử lý nước này hầu như là rất khó. Cũng như mình có nói thì các bạn thấy những nước cờ nào nó hay hơn hay là nó
mạnh hơn thì các bạn comment vô nha, để anh em mình có thể là bàn luận với nhau để mình sửa chữa nó cờ lại để cho nó hoàn chỉnh cái trận đánh hơn. Những nhiều nói thì ở clip thứ bảy này là chủ yếu mình để bổ sung cho nó đầy đặn của clip số 6 vừa rồi thôi, là ở trường hợp mà xe là tiến cửa hà rồi mình xuất xe kích đấu, là chấp nhận đấu và không chấp nhận đấu. Còn mình nói thêm đây là những cái biến phụ, trường hợp mà mã phi lên đây là những cái biến yếu, mình chỉ đánh thêm nước là các bạn sẽ thấy thua thiệt ha. Tới đây là chết một xe ha. Còn mà mã phi bên đây cũng hầu như là tương tự ha. Nên là những cái biến này lượt qua đi ha. Như vậy từ đây chỗ bình xe cho bất mã là không hay. Nếu bình vô bất tượng thì lúc này mình đọt con chốt đầu, thì tất nhiên là mã này không thể ăn lên, mình phóng pháo xuống thì thiên thu hai quân này không đi được hay là hình thua nha. Tới đây xe đọt tượng đó, thì lúc này các bạn thấy là mình đã có chút sức bật. Nhưng mà tới đây thì mình thấy thêm một xe nữa để hạn chế luôn cái nước đánh đấu ta. Lúc này con mã này không thể di chuyển, nếu di chuyển thì mình sẽ tiến xe thẳng hàng sĩ liền. Lúc này ta có thể là chơi bình xe ra ngăn cản pháo, tránh cái trường hợp mình tiến xuống đáy luôn, tiến xuống đáy mã không ăn về được. Rồi lúc này mình lại chơi bình pháo ra, mình trốn pháo trước. Đây ta có hai nước là thối xe về cô quân lại để chuẩn bị đòn là dùng mã để dùng mã để dùng xe để bắt mã để đấu đánh hai cây vân vân vậy. Thì khi mà người ta về giữ mã thì mình cứ để nguyên vậy, mình tiến pháo lên chuẩn bị lại cho cái bộ thủ mình ha. Khi mà chúng ta dù pháo hay mã đã nhập cung thì các bạn cũng nên, khi chưa có nước tấn công mà sát cục được, các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một nước phòng thủ. Nếu chúng ta đánh ẩu tả quá thì cờ chúng ta nó dễ rơi vào tình trạng bế tắc lắm. Tới đây nếu mà các bạn không nhóm pháo lên kia thì người ta tạt con pháo đầu ra, mình phải dùng một xe để chạy theo, lúc đó mã mình chết không, cũng nguy hiểm lắm. Trường hợp này nè, mình không tiến pháo này lên, mình đi một nước khác thì chẳng hạn như bây giờ tiến chốt đi, các bạn thấy thì cái nước cờ này rất là tai họa nha, nước cờ đâm chiếu rất là tai họa. Cho nên các bạn tiến pháo là một nhịp để hạn chế luôn nước tấn công của người ta, và ở đây con mã sẽ không thể ăn được mã mình. Lúc này có thể là người ta chơi thối pháo về để chuẩn bị phòng thủ sĩ, và sau đó mới dùng con mã này để đọt mã. Lúc này mình có thể là chơi quật mã về chốt để mình hâm chiếu rồi ha, cho quân kẹt lại. Xe người ta có kê qua chăng nữa mình sẽ thúc chốt lên để giữ lại. Ở đây người ta có nước có thể là tiến xe lên bắt mã như thế này, tại vì pháo không ăn ra được, kẹt pháo đầu ha. Đó thì lúc này mình chém pháo luôn, tượng ăn lên. Đó thì lúc này các bạn thấy là mình không cần chạy mã này ha, mà mình tiến xe xuống bắt xe lên. Cái nước này ép người ta phải ăn. Sau khi xe mình ăn xuống thì cái nước tiếp theo mình cướp một tiên cờ là phóng mã xuống chiếu sát, cho nên ta sẽ không có thời gian để ăn mã này, buộc phải dâng con pháo lên trở lại để phòng thủ nước sát. Lúc này mình phát triển mã lên trốn chạy luôn ha. Thì ở hình này là chúng ta hoàn toàn ưu thế ha, tại vì bên kia quân không thể lên được, bên mình chỉ khuyết một tượng thôi, nhưng mà về lực tấn công thì rất là mạnh. Ở đây có thể người ta chơi là phi mã ra, mình tiến ra khỏi cung, nếu để đàn hồi rất nguy hiểm. Thì khi mã phi ra mình quăng mã chiếu lên, chiếu mục đích của mình là gì, ép pháo phải đánh vô, mình đánh xuống đuổi mã làm cho đội hình ta rối lên không kịp để chuẩn bị ha. Thì đây khi mình tiến chốt người ta có thể là quăng xuống để bắt đấu pháo hay là ăn chốt gì đó, không mình cứ phát bắt đầu xuống. Thì bạn thấy là bên kia hoàn toàn không có nước để mà tấn công với xe và cặp mã như thế này. Tới đây có quay về bắt pháo thì đơn giản mình cắm pháo xuống thôi. Ở đây có hai nước thôi, ta lên tướng hoặc về xe bắt pháo. Nếu mà về xe bắt pháo thì mình đọc tượng luôn, ở xe ăn vô thì sẽ mất thêm tượng nha, tượng ăn về mất mã. Đây về toàn cục này thì mình nghĩ các bạn đủ sức để đánh thắng nha. Còn nếu mà ở đây ta không về bắt, ta lên tướng, tại mình đang bắt tượng mà, cắm pháo là đang dùng xe bắt tượng mà. Lên tướng các bạn có thể ăn sĩ trước cũng được, hoặc là bước mã xuống đây cũng được. Và tới đây các bạn có thể khai thác thêm nước đánh ha. Rồi thì ở cái clip số 7 này mình mục đích là bổ sung thêm cho nó đầy đặn của clip số 6 chút xíu về cái trường hợp mà ngay từ đầu mà chúng ta xuất xe ra kích đấu, người ta chấp nhận đấu và không đấu ngay 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 từ đoạn đầu. Ở clip số 6 mình nói về cái biến này rồi, ở clip số 7 mình phụ thêm cái biến này để cho nó đầy đặn thêm cái hình này.
ở trong quá trình mà các bạn xem thì nước nào còn lỗi còn chưa tốt thì các bạn comment vào. Đôi khi mình làm nhiều thì có những lúc mình sẽ không có thể hoàn chỉnh hết được, cái sự thiếu sót nó sẽ chắc chắn xảy ra. Cho nên các bạn cũng giao lưu vui vẻ và góp ý giúp mình, phụ mình để phát triển hình cờ cho nó ngày càng tốt hơn. Ở tới đây mình xin chào và tạm biệt tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe nha.